Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Hôm nay thì mình ngồi ở đây để giới thiệu cho các bạn một số mẹo liên quan đến Safari. Và Safari thì là một cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng có thể nói là thường ngày khi mà chúng ta có thể đọc báo, lướt web hay là tìm kiếm một cái thông tin gì đấy. Ok, intro nào. Mark One, số 1 về Mark. Mẹo đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là đóng một tab, tổ hợp phím là Command Z. Đó, thì chúng ta sẽ không cần phải vào lịch sử để tìm lại một cái tab đấy nữa. Mẹo thứ hai là chúng ta sẽ có thể chuyển đến một số cái tab cụ thể như là comment và số thứ tự. Đó, thì các bạn sẽ chuyển qua các tab một cách nhanh hơn. Tiếp theo là để di chuyển giữa các tab với nhau, chúng ta sẽ chỉ cần giữ comment, shift và nút mũi tên thì chúng ta sẽ có thể chuyển qua các tab một cách dễ dàng hơn. Thao tác tiếp theo là chúng ta chỉ cần giữ comment và click vào một trang để chúng ta sẽ có một tab mới mà vẫn giữ được lại tab cũ. Mẹo tiếp theo đó là thêm vào danh sách đọc. Ví dụ như là các bạn đang đọc hoặc là lướt web đến một cái trang, một cái bài báo rất là hay mà chúng ta muốn đọc lại một lần nữa thì chúng ta chỉ cần thao tác comment shift D. Đó, thì bài báo đó sẽ chuyển vào ngay phần này để chúng ta có thể tìm lại một cách nhanh hơn. Mẹo tiếp theo là bật chế độ đọc văn bản khi mà chúng ta đang lướt một cái trang web rất là nhiều cái thông tin như thế này thì chúng ta sẽ chỉ cần bấm comment shift R để chúng ta có thể tắt những cái quảng cáo đi, chúng ta có thể đọc được những cái nội dung nó chi tiết và cụ thể hơn. Và khi mà chúng ta đang làm việc mà chúng ta muốn tắt tất cả những cái tab còn lại đi, chúng ta chỉ muốn giữ lại cái phần mà chúng ta đang xem thôi thì chúng ta chỉ cần giữ comment option và V kép. Đó thì mọi cái tab còn lại sẽ được ẩn đi và chúng ta sẽ còn một cái tab mà chúng ta đang sử dụng thôi. Chúng ta muốn mở cái thanh sidebar một cách nhanh chóng thì chúng ta chỉ giữ comment shift L. Đó, thì chúng ta sẽ mở được những cái phần bookmark và reading list hay những cái liên kết chung mà chúng ta lưu sẵn ở đây. Và một cái phần tiếp theo nữa rất phù hợp cho những anh em nào mà thường hay nghiên cứu video vào buổi đêm, đó là chúng ta có thể giữ comment shift N để ra một cái tab ẩn danh mới như là cái tab ẩn danh trên Google Chrome. Chúng ta sẽ không bị lưu lịch sử hay là những cái tài khoản trên cái trang web này. Mẹo tiếp theo là chúng ta có thể quay lại trang trước bằng cách giữ comment và phím mũi tên. Đó, thì chúng ta có thể đổi qua các trang trước và sau. Ví dụ như các bạn đang đọc báo như này mà chúng ta muốn cuộn trang thì chúng ta muốn cuộn lên, chúng ta chỉ cần giữ shift và dấu cách. Đó, thì trang web sẽ tự động cuộn lên trên. Rất là hữu ích phải không nào? Tiếp theo nữa là chúng ta muốn từ đầu trang web này đến tận cuối cùng luôn thì chúng ta sẽ chỉ cần giữ comment và nút mũi tên dưới. Đó thì lập tức cái trang báo nó sẽ chuyển xuống tận cuối cùng cho chúng ta luôn. Và lên trên cũng tương tự, sẽ giữ comment và nút lên. Đó. Mẹo tiếp theo là chúng ta có thể dừng lại một trang đang tải. Ví dụ như là chúng ta đang vào một trang Markline, mình đang truy cập một trang Markline thì chúng ta dừng lại chỉ cần phím EEC, nhưng mà mạng nó load nhanh quá mình không kịp bấm. Chúng ta có thể, ví dụ chúng ta có thể load lại trang này bằng cách bấm comment R. Đó thì trang có thể load lại. Ví dụ như là bị trường hợp bị lỗi mạng chẳng hạn thì chúng ta chỉ giữ comment R thì những cái trang web chúng ta đang xem thì nó sẽ có thể load lại. Tiếp theo là nếu mà chữ nhỏ quá chúng ta không thể đọc được thì chúng ta có thể dùng chức năng đó là zoom, thì chúng ta chỉ cần giữ comment shift và dấu cộng. Đó thì cái phông chữ nó sẽ được to ra thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đó. Tương tự với lại dấu trừ. Và thao tác cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng command s để mở thanh tìm kiếm. Thì chúng ta có thể search mọi thứ ở trên đây một cách dễ hơn. Đó, thì chúng ta sẽ tìm được những cái ký tự mà trên trang web. Đó, trên đây là một số cách mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về sử dụng một thao tác nhanh trên Safari để có làm sao chúng ta sẽ có một cái hiệu quả công việc và một cách lướt web thật là nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.